Thật sự mà nói thì sương là ở đây theo thời gian rất là lâu và nó đã bị mục như này rồi, và mình xin phép là sẽ nhặt cái sương này để mà đặt trong cái lồng kính. Hy vọng là không biết là có phạm cái gì không, nhưng mà hy vọng là sẽ không có sao. Rồi, đây là cái xương mình đã nhặt và mình đã bỏ ở trong cái lồng kính này, và đánh dấu là một cái điều mà mình mong muốn là những người dân vô tội đã nằm xuống ở chính tại cái khu vực này, mình hy vọng rằng họ sẽ được siêu thoát. Xin chào mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Và khi đến Campuchia, có một cái địa danh mà chúng ta không thể nào bỏ qua, đó là cánh đồng chết của Campuchia. Thì người ta ước chừng là ở trong cánh đồng chết này có khoảng 20.000 người đã chết dưới tay của Khmer Đỏ. Và hiện tại thì trong khuôn viên cánh đồng chết là có một cái ngôi tháp mà chứa 8.000 sọ người. Vì vậy mà hôm nay khi đến Campuchia thì Nhân quyết định là Nhân sẽ đến cái địa danh này để mà khám phá bên trong, xem thử là ở bên trong khuôn viên cánh đồng chết này nó có ghê rợn hơn so với lại Ba Chúc An Giang của chúng ta. Khi mà Nhân đến Ba Chúc thì cũng có một cái ngôi tháp chứa rất là nhiều sọ người ở đó. Và bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân để ghé thăm cánh đồng chết của Campuchia nhé. Đi thôi mọi người. Bây giờ thì Nhân sẽ bắt đầu tiến vào bên trong để mà mua vé. Ở đây thì người ta là không cho mặc những cái bộ đồ mà hở hang như thế này. Không cho hút thuốc luôn nha, cấm hút thuốc. Cái chị bán vé đang ngồi trong đây. Cơ bản là nếu mà bây giờ mình nói tiếng Việt thì chị không có hiểu đâu. Quan. Vô mình chỉ còn nói one phải là hiểu luôn, là biết một vé rồi. Thank you. Mình đưa cho cổ là 10 đô. Thì cổ thối lại cho mình có tờ, 2 tờ 1 đô với lại một cái tờ Campuchia. Campuchia thì mình vé ở đây người ta kêu là cái gì mà rịa. Nói chung cơ bản mình cũng không có hiểu mấy mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào trong. Thì lúc trước mình nghe nói là ở đây nó có hỗ trợ cái dịch đó, dịch ngôn ngữ đó. Ví dụ như khi mà mình đến một cái nơi nào đó ở trong cái khuôn viên này nè, thì mình còn cái máy đó thì nó sẽ hỗ trợ mình, nó nói cho mình hiểu được là cái chỗ này là từng là cái gì á. Nhưng mà hiện tại thì cái mùa dịch này nó không có hỗ trợ cái máy đó. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong. Mình thấy bên trong khuôn viên này thì gần như là khách du lịch, là khách Tây rất là nhiều. Ngôi tháp à. Ngôi tháp rất là cao luôn. Ở bên trong khuôn viên này thì có rất là nhiều những cái hố chôn tập thể. Và Nhân cũng nghe nói là
Hiện tại là bên trong khuôn viên này á, còn rất là nhiều xương người nằm lộ lên trên mặt đất. Ở đây có những cái tấm bảng vẽ những cái bức tranh minh họa, và sau đó thì kèm những cái dòng chữ tiếng Anh dịch phía bên dưới nè. Chính quyền Khmer Đỏ thì tồn tại trong khoảng thời gian 4 năm, năm 1975 đến năm 1979, thì đã có hơn 2 triệu người chết, và trong đó thì cũng có người Việt Nam mình chết, khoảng 200.000 người Việt Nam mình đã chết tại Campuchia. Dân số Campuchia rất là ít, nhưng mà thời đó thì đã mất hơn 2 triệu người. Phải nói một cái con số mà khi mà mình nghe qua thì mình cảm thấy có cái gì đó nó rất là xót xa. Khi mà mình nói tự nhiên cái mình nổi da gà luôn. Ở đây người ta có mô phỏng những cái dụng cụ dùng để xích chân nè, tra tấn, rồi những cái dụng cụ để giết người ở trong cái khuôn viên này. Đây là một trong số những cái nơi chôn tập thể nè. Có nghĩa là khi mà bắt những người tri thức của chính phủ Campuchia, người ta sau đó người ta sàng lọc ra và bắt đầu đưa đến ngay cái khu vực này nè, và sau đó thì sẽ giết từng người và sau đó chôn tập thể, giết từng người nhưng mà giết bằng rất là nhiều cách khác nhau. Trong này thì mình thấy có rất là nhiều tiền Campuchia ở trong này nè, người ta vứt rất là nhiều trong này, nhưng mà không biết là người ta vứt tiền trong này là vì cái mục đích gì. Có rất là nhiều những cái hố như thế này đó, người ta khai quật lên á. Nếu như mà ban đêm khi mà chúng ta đặt chân vô cái khuôn viên này thì sẽ có một cái sự ám ảnh rất là lớn. Mình có một cái phát hiện đây nè. Áo quần còn nằm dưới này, mọi người thấy không? Nè, áo quần nè. Và kể cả xương người nè, mọi người thấy không? Tự nhiên mình nhìn cái này mình nổi hết da gà luôn. Đây là cái răng nè ha. Đây là răng người nè. Mình vẫn, khi mà mình khom xuống gần với khu vực này, mình vẫn còn nghe một cái mùi gì đó nó rất là khó chịu. Đây nè, áo quần vẫn còn nè, và đây là những cái răng nè, răng người nhé. Vậy thì sau khi ngoài những cái hố chôn tập thể được phát hiện ra thì còn rất là nhiều xương người nằm ở bên trên. Có nghĩa là ngoài những cái người mà được chôn tập thể bên dưới á, thì sẽ có còn rất là nhiều những xác chết nằm phía bên trên mặt đất. Ở đây là khách du lịch.
Nhân thấy người ta có ném tiền Campuchia xuống dưới này rất là nhiều này. Có thể là người ta thể hiện một cái điều gì đó. Mình có một cái cảm xúc rất lớn khi mà vô đây. Khi mà mình nói thì mình có một cái gì đó nó rất là nghẹn á, nghẹn ở cổ, mình cảm thấy nó rất là xúc động luôn. Thì mọi người nhìn xem nè, áo quần nè, áo quần của người chết còn nằm đây nè, và xương á, xương người rất là nhiều. Nè, đây là xương người nha. Thật sự thì người ta vẫn chưa đào hết được những cái mộ chôn tập thể ở đây, bởi vì nó quá nhiều đi. Người chết á còn nằm rơi vãi ở đây, xương mà nó lộ lên hết như thế này, áo quần còn như thế này, thì huống gì là những ngôi mộ chôn tập thể, thì nó còn rất là ghê hơn nữa. Đây là áo quần của người mất nhé. A Di Đà Phật, cầu mong cho những linh hồn ở đây sớm được siêu thoát. Mình bị nổi da gà, cảm giác nó có cái gì đó nó. Hiện tại thì mình đang đi dẫm lên phải rất nhiều ở những xác chết vô tội ở đây. Và nếu như khi mà ban đêm chúng ta vô trong cái khu vực này thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ nghe được rất là nhiều những âm thanh, những tiếng rên la thảm khóc. Có lẽ là cái khu vực này là cái khu vực mà sẽ rất ít du khách đến đây, bởi vì là cái khu vực phía bên ngoài đây nó rất là ma mị. Cái ghế này có lẽ nó đã tồn tại ở đây cũng đúng vào cái thời khắc mà 20.000 người vô tội đã chết ở trong khu vực này. Cái ghế nó có một cái vết chém rất là sắc, mọi người xem này. Nhìn cái vết chém của nó rất sắc nha. Thì mình liên tưởng là ngay chính tại cái ghế này sẽ có một người bị trói tay ra đằng sau và sẽ bị sát hại ngay chính tại cái ghế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tiến vào bên trong để mà tham quan. Ở đây giống như là gọi là một địa ngục của trần gian năm năm ấy á.
Bởi vì là gần như tất cả những người được đưa đến đây đều sẽ chết. Và những cái chết của họ thì nó rất là đau đớn, nó dày vò thể xác lẫn tinh thần. Và gần như thì chỉ có những người tri thức, những quan chức mới bị Pol Pot sát hại. Và đây là một trong số ít, đây là số ít những áo quần của những người mất, người ta gom lại để mà để vào đây. Chứ thật sự là khi mà mình đi phía bên ngoài bên kia thì mọi người cũng có thể thấy là áo quần còn rất là nhiều. Và nếu như mà nhặt hết tất cả những cái áo quần của người mất ở trong khuôn viên này mà đặt ở đây thì nó sẽ chất thành một cái ngọn núi nhỏ. Khi mà dính vào trong áo quần á, ngoài áo quần thì vẫn có những cái xương như thế này. Đó, mọi người thấy xương không? Thật sự là khi mà nhân bước vào một cái nghĩa địa thì nó không có nhiều cái cảm xúc. Thì nghĩa địa cũng là một cái nơi mà người ta mất. Nhưng mà khi mà mình đến nghĩa địa thì nó không có nhiều cái cảm xúc giống như khi mà nhân bước chân vào đây. Bởi vì ở đây á, đâu đâu mình cũng thấy xương người rơi vãi ở trên đất hết. Vì vậy cảm xúc nó rất là lớn. Bây giờ thì Nhân đang tiến vào một cái hố chôn tập thể mà nó mang lại nhiều cảm xúc nhất. Đó là nơi chôn tập thể của các em nhỏ. Khi mà mình nói đến đây thì mình cảm thấy nước mắt mình nó rơi. Thật sự là mình không có kìm được cảm xúc khi mà đến đây. Không biết là các bé ở đây đã được siêu thoát chưa. Và cũng hy vọng là tất cả những sinh linh bé nhỏ ở đây sẽ được siêu thoát. Hy vọng là sẽ tiếp tục làm người để mà... Nói chung mình cũng không thể nào mình diễn tả được bằng lời nữa. Khi mà mình nhìn thấy áo quần như thế này, áo quần của trẻ nhỏ nè, cảm xúc nó rất là lớn luôn. Thật sự đây đúng là một tội ác của nhân loại. Trẻ nhỏ mà không tha luôn. Đây là áo quần của các bé nè. Mình có một cái cảm giác đầu mình nó rất là đau. Đây là đồ nè. Chứng tỏ một điều là mình nghĩ linh hồn của các bé vẫn còn đang ấm ức, vẫn còn đang ở quanh đây nè. Đau đầu quá. Da gà mình thì nó nổi lên hết rồi. Mọi người xem nè. Da gà nổi lên mà đầu thì rất là đau. Chính ngay tại cái cây này nè. Thì các bé bị đập đầu. Đập vào cái cây này. Sau đó họ ném các bé xuống cái hố chôn tập thể này. Phải nói, mình không thể nào mình diễn tả bằng lời nữa. Trước kia thì ngay chính tại cái cây này nè, còn nhuốm màu máu của các bé ở trên cái cây này. Nhưng mà sau một cái thời gian thì khi mà cái cây nó già đi á, thì
những cái vết máu đó nó không còn hiện ra ở đây nữa. Mình nghĩ thật sự đây đúng là tội ác thật sự mọi người. Các bé bị đập đầu ở đây nè, nắm cái chân bắt đầu đập vô trong cái thân cây này, sau đó nó ném xuống cái hố chôn tập thể này. Ở đây có ghi những cái dòng chữ tiếng Campuchia và tiếng đây nè, Killing Tree. Children. Có chữ children. Không có lời nào mà tả được. Đây là những cái hố chôn tập thể nè. Khi mà người ta khai quật lên thì có rất là nhiều người nằm phía dưới này. Thì có một, nói chung là có rất là nhiều người đã từng sống sót sau khi mà chứng kiến những, có nghĩa là sống sót sau khi mà bị chính quyền Khmer Đỏ đưa vào đây để mà chuẩn bị sát hại á. Thì họ may mắn sống sót được và họ là những nhân chứng sống đã kể lại những cái quá trình, những cái hình thức giết người tại trong chính cái khu vực cánh đồng chết này. Bây giờ để mà tìm lại những nhân chứng sống để mà kể lại những cái câu chuyện như vậy thì rất là hiếm hoi. Vì vậy mà có một bộ phim đã tái hiện lại những cái cảnh đau thương chết chóc ở chính tại ngay cái cánh đồng chết này. Phía bên đây thì có hai cái tủ kính để rất là nhiều xương người. Ở đây chỉ là xương tay, xương ống rồi thôi. Còn sọ người thì người ta đặt trân trọng ở trong cái tháp kia. Có một cái lược rất là cũ nè, đôi dép, có một chiếc dép nè. Thì chính quyền Campuchia thì cũng khuyến khích du khách khi mà vào đây, nếu mà thấy xương thì người ta cho phép mình nhặt xương bỏ vô trong những cái tủ kính như thế này. Bên đây mình thấy có một cái ngôi mộ và có lẽ thì đây là ngôi mộ duy nhất, ngôi mộ duy nhất được xây dựng đàng hoàng như thế này. Và ở trên cái tấm bia mộ thì mình thấy có chữ chữ hoa hay là chữ gì đây? À, không phải, mình nghĩ là cái ngôi mộ này không phải của người Campuchia. À, phía bên này có ghi kìa, Bromi China Gave năm 1975. Có nghĩa là đây là một cái người Trung Quốc mất vào năm 1975 và được xây lên một cái ngôi mộ như thế này. Đây là một ngôi mộ hiếm hoi được xây dựng đàng hoàng ở trong cái khuôn viên cánh đồng chết này. Và một biểu tượng của Campuchia, đây là cây thốt nốt. Lúc nãy là Nhân có bắt gặp một du khách, một du khách người địa phương hay là như thế nào đó, một cô gái khi mà đến ngay cái chỗ mà chôn tập thể các em bé thì mình thấy cô ấy đã khóc. Thật sự là mình là một cái người đàn ông, khi mà đến ngay cái chỗ đó thì mình còn rơi lệ, huống hồ gì là một người phụ nữ khi mà đến ngay chính cái khu vực đó. Có thể phía đằng xa xa bên kia
những cái khu vực đằng xa cách cái chỗ này khoảng cỡ vài chục mét đến 100 mét thì chắc chắn là sẽ còn xác người ở đâu đó rất là nhiều ở phía bên đó mà chưa có khai quật được hết. Ở bên này thì mình thấy có một cái mâm cơm đang cúng này. Để mình xem thử là họ cúng cái gì ở đây. Ui, mình thật sự xúc động mọi người. Đây nè, thật sự rất xúc động luôn. Đây là cái mâm cơm mà họ đang cúng nè. Cúng là cúng chay nha mọi người. Bao gồm thức ăn chay, bánh, cơm và một ly nước lọc. Thì bên trong cái tủ kính này thì Nhân thấy là còn sọ người trong này nè. Sọ người nè, răng, áo, quần. Hình như là mình thấy không phải là một người nha. Trong này thì mình nghĩ là có rất là nhiều. Nhưng mà phía bên này là một sọ nè. Phía bên này một sọ nè. Thật sự thì không có lời nào để mà diễn tả được. Cái này thì họ bóc xương lên, họ để ở trên. Đây nè. Có ai đó đã mới cúng. Đây, có ai đó mới cúng nè. Cúng là cúng chay nữa. Không biết là có phải người thân của họ hay không. Nhưng mà mình thấy riêng ngay cái khu vực này là họ cúng thôi. Còn những cái khu vực khác thì mình không thấy họ cúng kính gì cả. Phải chăng hoặc là cái chỗ này là một sự linh thiêng, linh ứng gì đó. Hoặc là người thân của họ thường xuyên lui tới ngay cái khu vực này để cúng. Nói chung thì đây cũng là chỉ là cái suy đoán thôi của mình thôi, còn đúng hay không thì mình cũng chưa rõ nữa. Có lẽ nếu như mà ban đêm khi mà chúng ta đặt chân vô trong cái khuôn viên này thì có lẽ mình sẽ bị ám ảnh. Còn hơn cả khi mà chúng ta đi vào một cái khu nghĩa địa. Bởi vì là ở đây á, khi mà trong thời buổi hiện tại bây giờ, khi mà người mất mất rồi, sau đó người ta mới đem ra khu nghĩa địa để mà chôn cất. Còn riêng ở trong cái khu vực cái nòng chết này thì là người ta vô đây, sau đó người ta mới bị giết chết ở trong cái khu vực này. Nhưng mà chết bằng rất là nhiều hình thức đau đớn khác nhau. Người thì bị chặt đầu, người thì bị đập đầu, người thì cho ăn thức ăn có thuốc độc để chết. Còn có một số người bị chôn sống để chết. Phải nói quá kinh khủng. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi tìm thêm ở mấy khu vực xung quanh bên kia xem thử là có phát hiện điều gì đó thú vị ở phía bên kia không. Bởi vì mình thì mình thích những cái nơi mà nó hơi kỳ bí một xíu, nó có nhiều cây cối mà nó. Mình sẽ đi qua bên kia, hy vọng là mình đến cái chỗ vắng người sẽ không có bị xảy ra những cái điều gì đó tâm linh. Mình thấy du khách á, gần như đi phía trong kia không. Còn ở những cái khu vực vắng vắng ở ngoài này không, mình không thấy ai đi ra đây hết. Vì vậy mình sẽ quyết định đi ra đây. Biết đâu được mình sẽ phát hiện một bóng ma nào đó ở trong khuôn viên này. Mình thấy có một ngôi miếu nằm bên cạnh một cái thân cây. Và mình nghĩ là chính tại ngôi miếu đó nó có một cái gì đó khá là tâm linh ấy. Vì vậy mà họ mới lập nên ngôi miếu như vậy. Và mình nghĩ là tất cả những cái du khách mà khi mà đặt chân vào đây á thì sẽ không có phát hiện ra ngôi miếu này đâu. Và bây giờ mình sẽ tiến lại gần ngôi miếu xem thử là
ở bên trong ngôi miếu này họ thờ phượng cái điều gì đó trong đây. Khi mà đi Campuchia thì có một số người cũng khuyến cáo với mình là có những cái lá bùa người ta có thể treo lên bất kỳ chỗ nào, chúng ta cũng không có được đụng vào. Đây là một ngôi miếu hiếm hoi nằm ở trong cái khuôn viên cánh đồng chết này mà dường như là không ai viếng mảng đến khu vực này. Có lẽ mình là người duy nhất trong ngày hôm nay tiến lại ngôi miếu này. Mình cảm giác cái đầu mình nó rất là đau. Đau kinh khủng luôn. Vì sao lại có một cái ngôi miếu như thế này? Mình thấy ở trong ngôi miếu có một cái tấm vải đỏ. Có vài cái cục đá. Để mình xem thử là cái này là cái gì đây. Mình không có thấy rõ cái đó là cái gì. Cái chỗ để mà cắm nhang bị mối nó mọc vào trong luôn. Vì sao người ta lại thờ một cục đá ở trong một cái ngôi miếu như thế này? Mọi người xem đó, những du khách nước ngoài đó, họ chỉ đi ngang qua thôi. Có lẽ mình phải đi ra khỏi cái chỗ này. Mình phát hiện có một cái gì đó rất là lạ chỗ này. Mình nghĩ là cái chỗ này chắc là để bỏ rác vô trong đó hoặc là để đốt rác ở chỗ đó.
Mà nhìn thấy nó đen xì à, nhìn ghê quá. Những cây vải ở đây chắc nó cũng tồn tại khá là lâu rồi, bởi vì thân của nó rất là lớn nè. Ở Nhân nghĩ thì những cái cây mà nằm trong cái khuôn viên này á, thì nó đều rất là linh thiêng, bởi vì là nó chứng kiến một thảm sát diễn ra ở trong khu vực này. Vì vậy mình nghĩ là tất cả những cây trong này người ta sẽ không có đốn đi, người ta sẽ để nguyên như thế này. Khách Tây khi mà đến Campuchia thì gần như là không ai bỏ lỡ cái địa danh này hết á. Nó để lại một cái, mình cũng không có biết dùng cái từ nào cho nó hợp lý nữa. Nó để lại một cái nỗi ám ảnh cho nhân loại. Có lẽ là mình sẽ đi nhặt những cái xương mà lúc nãy mình phát hiện. Mình sẽ bỏ trân trọng vào những cái hộp kính mà người ta đã đặt ở trong đây. Thì bây giờ Nhân mời mọi người hãy cùng đi nhặt những bộ xương ở đây cùng với Nhân nha. Thì nếu mà mọi người xem những cái video trước của Nhân thì cũng có một lần thì Nhân cũng đã nhặt hai bộ hài cốt để từ ở ngoài bờ biển bị bào mòn ra. Sau đó thì Nhân đem vô trong đất liền, Nhân chôn lại hai cái bộ hài cốt đó. Vì vậy khi mà mình cầm trên tay những bộ xương người thì bây giờ mình không còn cái cảm giác sợ sệt như là khi mà chưa được cầm xương người lên trên tay. Vì vậy mà bây giờ khi mà mình đến đây thì cái cảm giác sợ sệt của mình nó cũng giảm bớt đi rồi. Và bây giờ Nhân mời mọi người hãy cùng đi nhặt xương cùng với Nhân nhé. Mình sẽ đến cái chỗ mà lúc nãy mình phát hiện rất là nhiều xương ở đây. Mình sẽ nhặt một ít xương, mình sẽ bỏ vào trong cái thùng kính kia đây này. Thật sự mà nói thì xương là ở đây theo thời gian rất là lâu và nó đã bị mục như này rồi. Và nếu mà mình không để ý thì mình chỉ nghĩ đây là một khúc gỗ mà đã bị mục rồi á. Thì áo quần thì mình sẽ để nguyên như thế này. Còn xương thì mình sẽ nhặt đại diện một cái xương đi, mình bỏ vô trong cái tủ kính coi như là mình tỏ một cái lòng thành tôn kính đối với những người đã thiệt mạng ở trong chính tại cái khu vực cánh đồng chết này. Và hy vọng là những người đã nằm xuống ở đây, những người dân vô tội ở đây sẽ được, nếu như mà chưa siêu thoát, ai chưa siêu thoát thì sẽ được siêu thoát. Mình cũng chỉ hy vọng được vậy thôi. Và mình xin phép là sẽ nhặt cái xương này để mà đặt trong cái lồng kính. Hy vọng là không biết là có phạm cái gì không, nhưng mà hy vọng là sẽ không có sao. Này, xương người mọi người xem nè. Xương màu trắng, mình sẽ mang qua, mình đặt ở lồng kính. Khách nước ngoài có lẽ rất là lạ lẫm, không biết là mình cầm cái xương người đi đâu.
một cái xương người nhỏ như thế này đâu thôi, nhưng mà khi mà mình cầm lên nó rất là nặng nha. Thì mình sẽ đặt vô cái lồng kính này, hy vọng là mình sẽ không có xúc phạm gì. Ủa sao cứng thế, rất nặng. Rồi, đây là cái xương mình đã nhặt và mình đã bỏ ở trong cái lồng kính này, và đánh dấu là một cái điều mà mình mong muốn là những người dân vô tội đã nằm xuống ở chính tại cái khu vực này, mình hy vọng rằng họ sẽ được siêu thoát. Đây, mọi người nhớ nhé, nếu ai có dịp ghé Phnom Penh, ghé thăm cánh đồng chết này, thì mọi người hãy nhớ rằng cái xương đang nằm ngay chỗ này là của nhân gà nhặt đặt vào chỗ này, còn những cái xương kia là mình không có biết ai nhặt, nhưng mà riêng cái xương này thì mình đã đặt ở vị trí này. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xem thử là còn phát hiện điều gì đó ở đây hay không nhé. Mình cũng có thêm phát hiện này, đây này. Áo quần thì nằm ở ngay chính giữa cái thân cây này luôn. Mà không biết là... À, mình nghĩ như thế này. Thì có thể nha, là khi mà người mất họ nằm xuống cái vị trí này á, thì cái cây này nó mọc lên sâu này thôi, và nó đội cái áo quần này lên. Đó là cái suy luận của mình thôi, còn đúng hay không thì mình cũng chưa biết nữa. Đi vòng vòng lại gặp mấy cô gái Tây này nữa rồi. Nơi cuối cùng mà Nhân sẽ đến đó là cái ngôi tháp này. Và phía bên trong ngôi tháp này thì có tổng cộng 8.000 hộp sọ lớn nhỏ khác nhau đã được tìm thấy. Và đây là số ít những hộp sọ đã được tìm thấy. Và thật sự là còn rất là nhiều nữa, nhưng mà họ chưa khai quật hết. Ở đây thì họ phỏng đoán là khoảng 20.000 hộp sọ chứ không phải là 8.000. Vì vậy mà bây giờ Nhân sẽ tiến vào bên trong để cho mọi người có thể hình dung hơn tội ác của Khmer Đỏ như nào. Mình có thấy cái dòng chữ là no photo, tức là người ta không có cho chụp hình với phim, thì thôi mình đi ra ngoài đi. Người ta không có cho quay phim mọi người, vì vậy tốt nhất là mình nên tuân thủ. Nhưng mà mọi người nhìn thấy bên ngoài, nhìn vô là mọi người cũng đã thấy rồi. Nhân cũng rất là muốn vào trong để mà ghi hình lại 8.000 hộp sọ cho mọi người xem, nhưng mà họ ghi là không có cho chụp hình, vì thế mà mình phải tôn trọng thôi. Thì khi mà tiến vào trong cái khu vực cánh đồng chết này á, mình có một cảm xúc rất là lớn, đặc biệt là ở ngay cái chỗ mà mộ chôn tập thể của các bé. Thì khi mà biết được các bé bị người ta xách chân đập đầu vào cái cây đó, thì mình cảm thấy nó khá là xót xa và đau đớn luôn. Nói chung các bé nó cũng không có tội gì cả mọi người. Kể cả những người đã mất ở đây vẫn cũng không có tội gì cả. Nhưng mà chính quyền Khmer Đỏ đã giết người bất chấp, bao gồm người già, trẻ em, những người là giáo viên, bác sĩ. Nói chung tất cả những cái người nào mà giỏi thì chế độ Khmer Đỏ họ đem ra họ giết hết, không chừa một ai.
kể cả trẻ em, con của những người đó họ cũng giết luôn. Và rất là may mắn là bộ đội của Việt Nam qua đã kịp thời giải cứu rất là nhiều những người còn lại. Nếu mà Việt Nam mình không giúp kịp thời thì cái số người chết đáng có thể là nó sẽ không phải là 2 triệu mấy, mà nó có thể là nó lên đến con số có thể gấp đôi. Và nói chung mà bây giờ cũng không biết là sẽ nói như thế nào nữa. Video này cũng khá là dài rồi, và Nhân xin phép là Nhân sẽ dừng cái video này ở đây. Khi mà mọi người xem cái video này, mọi người có cái cảm nhận gì về video này thì mọi người hãy bình luận bên dưới nha. Và nếu xem thì đừng quên tặng cho Nhân một like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video sắp tới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye mọi người.